Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giảng trên một đề tài, đó là lần đầu tiên tôi giảng đề tài này. Mục sư Hòa có hỏi tôi, ông bảo là thế ông mục sư Hòa hôm nay giảng cái gì? Rất tiếc ông không đặt trước, bởi vì đến sát đến cuối giờ thì ông mới nói cái ý muốn của ông ấy. Thực ra nếu mà ông nói ý muốn của ông ấy mà trước đầu tuần ấy, thì có lẽ tôi vâng theo đấy. Tôi sẽ giải một giảng đề tài gọi là người đàn ông của Chúa thì kiểu dạng như vậy đó. Và ngày nay tôi sẽ giảng một đề tài mà chưa bao giờ tôi giảng. Còn rất nhiều năm, mười mấy năm liền. Và tôi cũng tự hỏi Chúa là tại sao con không giảng cái này nhỉ? Trong khi đó tôi dạy trong trường Kinh Thánh cái điều đó. Và tôi thực thi cái điều này rất nhiều lần, nhiều năm. Và cũng có những cái bông trái nhất định nào đó, nhưng mà không hiểu tại sao tôi không giảng. Và tôi biết là nó không phải thời điểm. Cũng giống như tôi đang định viết một cái cuốn mà liên quan đến cha thuộc linh. Và nhiều người viết xong tôi lại gặp lại, tôi cảm thấy là không phải, chưa đến thời điểm. Chưa phải. Và tôi biết là Đức Chúa Trời phải cho tôi trải nghiệm nhất định một thời gian nữa. Mặc dù Đức Chúa Trời đã nói cho tôi với cái cuốn đó cách đây và thần tượng 14 năm về trước. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn không cho tôi biết. Và tôi biết là không phải thời điểm. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ nói anh chị em về đề tài. Đó là đề tài về đuổi quỷ. Amen anh chị em. Hãy nói người bên cạnh đuổi quỷ. Đuổi quỷ đó là một điều rất, đó là cái mà chúng ta sẽ đối diện với thế giới thuộc linh. Đây là vấn đề khó, chứ không phải đến vấn đề dễ. Bạn phải có cái sự am hiểu trong thế giới đó. Bởi nếu mà chúng ta không có sự am hiểu trong thế giới đó, thì chúng ta rất dễ bị mắc lừa. Và quỷ nó có thể giả dạng các nhiều dạng khác nhau. Và mục đích của quỷ đó là lừa dối con người. Và không cho người ta biết về lẽ thật về trong cái lĩnh vực này. Bạn biết đó, nhiều khi người ta nói là đừng có tôn vinh ma quỷ. Nhưng nếu như bạn không nói về những chiến thuật của nó, nhưng không nói về những điều mà giống như Chúa Jesus đã từng nói trong Kinh Thánh, thì dân sự Đức Chúa Trời họ không biết tí gì cả. Và nhiều khi họ không biết cách làm thế nào đuổi một con quỷ. Mà nhiều khi nó rất đơn giản, nó không quá phức tạp. Và tôi nhìn quan sát một số người tại sao đuổi quỷ trở nên chật vật. Bởi vì họ không có am hiểu lời Chúa trong lĩnh vực này. Nên bạn nếu bạn đọc Kinh Thánh, rất nhiều đoạn Kinh Thánh Chúa Jesus là chữa lành và đuổi quỷ. Lúc đấy thì bạn nhìn thấy đó là chúng ta đang vận hành trong thánh linh của Chúa. Và chúng ta đang muốn chạm đến người ta bởi cái sự sức dầu của Chúa. Thì đôi lúc bạn nhìn thấy nó hơi kỳ lạ, một cách đặt tay kiểu dạng như vậy. Đó. Nhưng đuổi quỷ nó khác hẳn, chữa lành. Nó khác hoàn toàn. Nó khác hoàn toàn. Đó là một cái thế giới mà thực sự là cái thế giới nó có thật. Đó là thế giới siêu nhiên và nó sẽ tác động trên người ta. Và ma quỷ muốn che giấu điều này. Vậy điểm đầu tiên tôi muốn cho anh chị em nhìn thấy là quỷ đó là nó là một thân vị. Xin anh chị em có Kinh Thánh cùng tôi giờ trong Tin Lành Giăng. Đoạn 8, câu 44. Ở đây chỉnh chiếu rất nhanh. Có Kinh Thánh đó rồi. Đoạn 8, câu 44. Tin Lành Giăng, đoạn 8, câu 44. Lời Chúa nói như này. Tôi xin phép đọc trong bản dịch Hiệu Ứng Truyền Thống để cùng chung với một số người. Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó là kẻ giết người và không đứng trong chân lý. Vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình. Vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Đây là lời Chúa Jesus đang nói về những con người nó đi theo ma quỷ. Đó. Và khi con người đi theo ma quỷ thì có cái xu hướng bản chất. Đó là điều gì? Giết và nói dối. Và chúng ta phải biết rằng là ma quỷ nó cũng có cái thân vị của nó. Nó có cái điểm nó thích và điểm nó không thích. Chúng ta rất thích sự công chính, sự ngay lành, sự làm việc thiện. Ma quỷ không thích điều đó. Ma quỷ không thích những con người trong gia đình có gọi là vợ chồng hạnh phúc. Nó muốn những người vợ chồng phải là cãi nhau, phải là ly dị, ly hôn. Đó. Nó muốn những người đàn ông phải trở nên yếu đuối, ẻo lả giống như phụ nữ. Ma quỷ nó muốn chuyện này cả. Đó. Nó không muốn con người trở nên giống như hình ảnh Đức Chúa Trời. Đó. Nên chúng ta bắt đầu nhìn vào lời Chúa, chúng ta nhìn thấy đây. Thân vị tức là điều gì? Bạn phải hiểu về thân vị. Khi mà bạn hiểu về thân vị tức là như thế này này. Tôi cũng là một thân vị, tôi cũng có cái sở thích và cái cá tính của tôi. Tôi nhớ có một lần người anh em tặng tôi một chiếc xe Dream, Dream Việt, nghĩa là đầy đầu rồi này. Thực ra người ta rất thích quý cái xe đó anh chị, quý lắm. Thực ra nó hơi cũ một chút, sửa sửa một chút nữa thôi. Nhưng mà tôi nhìn cái xe này, tôi bảo, cái xe này đi rành rành rành, đến bao giờ đi đến nơi. Tất nhiên vì lịch sự thì mình nhận thôi. Nhưng mà thực sự mà anh biết không, nó chắc là không ở lại với tôi không nổi một tuần anh chị. Tôi bắn ngay lập tức. Thậm chí là để bổ sung cho kể cả cái xe máy gọi là xe máy côn của tôi mà nó cũ một chút, tôi thích loại cánh, cái loại mà phân phối nó phải lớn lớn chút, đi nó phải nhanh một chút, nó phải giật một cái mà kiểu dạng như vậy. Tôi thích cái đó, đó là cái thân vị.
Nhưng một số người anh chị em khác thì không, làm gì thích mấy cái loại đấy. Mình già rồi, tóc bạc rồi, tại sao lại thích cái kiểu gọi là trẻ trâu như vậy đấy? Phải đi bình tĩnh đi này. Thì đấy là thân vị người ta, bạn thấy không? Thân vị người ta là, nó là như vậy đó. Đó, thân vị của tôi, thậm chí đến bây giờ tôi vẫn thích thể thao. Thậm chí là tôi cũng bị gọi là chấn thương bởi vì vào phòng tập. Và nhiều khi vợ vẫn nói, anh vào phòng tập bây giờ tuổi anh 50 rồi, đừng có như bọn trẻ trâu nữa. Và tôi cũng bị gọi là chấn thương vì cái điều đó. Bởi vì đó là cái tính cách, cái thân vị của tôi, nó thích những cái khía cạnh như vậy. Nhưng một số người thì không. Họ thích rất là cái gì đều đặn, trật tự, tự nhiên. Họ không thích mạo hiểm. Tôi rất thích mạo hiểm. Cái gì nó có phải là mạo hiểm, phải là khó khăn thì tôi mới thích. Thì đó là thân vị, chúng ta được sinh ra với những thân vị khác nhau. Và trong Kinh Thánh còn nói tới ma quỷ. Rất nhiều người họ lầm tưởng ma quỷ nó không có biểu lộ những ý muốn của nó. Nó có ý muốn của nó. Nó biểu lộ những ý muốn của nó. Và một trong điều mà chúng ta nhìn thấy, đó là ma quỷ nó là kẻ dối trá. Bạn biết thế nào dối trá không? Khi một con quỷ tấn công cho một người, nó không bao giờ cho người đó biết rằng nó đang tấn công cho người đó. Không bao giờ. Rất nhiều người khi họ nghĩ là đuổi quỷ, hay khi họ nghĩ về khái niệm, gọi là khái niệm về quỷ, họ nghĩ là chắc là phải người nào kiểu dạng một mét nó xùi bọt mép ra, kiểu dạng mấy người điên ở cái trại tâm thần ấy. Đúng là người điên mấy trại tâm thần thì nó là quỷ, nó ở mức độ kiểm soát hoàn toàn. Mức độ quỷ không bao giờ kiểm soát con người ta một cách ngay lập tức, bao giờ từ từ từng bước từng bước từng bước một. Và người ta không nhận ra chuyện này cho đến khi nó kiểm soát hoàn toàn, nhận ra thì đã muộn rồi. Cứ giống như người nghiện ấy, bạn thấy đó, người nghiện lúc đầu tôi đâu có nghiện đâu, mà một điếu chẳng có nghiện gì cả, là một vế một bi nó chả vấn đề nghiện này, rồi một ngày hai bi chả vấn đề nghiện, bỏ được mà. Cho đến khi người ta bị mắc trong cái gông cuồng đó thì lúc đó đã muộn rồi. Thì quỷ nó kiểm soát trên con người ta cũng từng tùy từng mức độ. Và đại đa số trong con mắt của nhiều người họ nghĩ là một người có quỷ là một người không bình thường. Đúng, một người không bình thường, một người ở chạy điên ấy, chạy tâm thần ấy, phần đa chạy tâm, những người tâm thần thì đều có quỷ. Thì chúng ta bắt đầu đại đa số họ nghĩ đấy mới là có quỷ. Nhưng tôi chỉ anh chị em một người có quỷ nhé. Cách đây thì không lâu thôi chúng tôi cũng giải phóng một người có quỷ đó. Bạn có tin rằng là đồng tính là quỷ hay là sinh lý? Bạn nghĩ thế nào? Đó là sinh lý hay đồng tính hay là quỷ ở đấy? Quỷ rõ ràng chúng ta nhìn thấy rất dễ, đúng không? Có một cái thứ gì đó nó đã đan xen cho cuộc sống người ta và người ta không hiểu được tại sao mình là đàn ông, tại sao là người phụ nữ lại giống như đàn ông kiểu này, đàn ông làm cái này. Bạn tưởng tượng không thể chấp nhận chuyện đó được. Đó, tại sao là như vậy? Có một cái thứ nào đó, có một cái kẻ vô hình nào đó nó ẩn giấu. Nên cái thân vị của quỷ nó bao giờ nó đi cùng sự dối trá và sự ẩn giấu. Rất nhiều người không nhận ra chuyện này. Đó, nó ẩn giấu trong bóng tối. Nó không muốn tội lỗi được xưng ra. Nên là tại sao khi bạn đuổi quỷ cho một người nào đó thì người đó phải xưng tội lỗi trước. Phải mang tội lỗi ra ánh sáng. Còn nếu người ta chừng nào người ta còn giấu ấy, bạn không thể giải phóng người ta được. Bạn có thể giải phóng người ta tại hội thánh, nhưng về nhà họ mắc lại ngay lập tức. Bởi vì họ thích bóng tối. Ma quỷ nó ở trong bóng tối. Nên bạn mà nhìn vào Kinh Thánh, Chúa Jesus nói là nó là kẻ giết chết, những cái kẻ cướp giết và hủy diệt. Tức là nó làm cho cuộc sống con người ta trở nên đảo lộn, không theo chương trình của Đức Chúa Trời. Bạn nhận ra dễ lắm anh chị. Tôi tư vấn nhiều, tôi ví dụ tôi chỉ anh chị một số thứ nhé. Bạn nhìn thấy là bất cứ cái điều gì mang đến sự chết thông thường có một là trực tiếp một con quỷ hay gián tiếp một con quỷ. Trực tiếp là nó có ở bên trong người đó, hoặc gián tiếp nó tấn công từ bên ngoài. Tất nhiên đây là một cái điều mà tôi giảng trong trường Kinh Thánh gọi là 9 tiết liền, nên nó phải giảng trong 45 phút, rất khó để giảng trong 45 phút để nó quy tụ bài tất cả 9 tiết. Bạn thấy đó, Judas Iscariot anh em nhìn đấy, ông ta thường xuyên ăn trộm tiền dân. Nhưng Kinh Thánh nói là quỷ đứng từ bên ngoài, đúng không? Cám dỗ Judas Iscariot, nghĩa là không có quỷ bên trong Judas Iscariot. Cho đến khi lễ tiệc thánh gì anh em, cuối cùng khi Chúa Giêsu trao miếng bánh thánh thì Kinh Thánh nói gì? Răng Tin Lành răng đoạn 13 gì? Tôi nhớ không nhầm 13 câu 27 đúng không? Quỷ Satan làm sao? Bèn làm sao chứ? Nhập vào gì? Lòng Judas Iscariot. Rõ ràng có những thứ nó đứng bên ngoài, bởi vì nó qua não bộ, qua những đồn lũy, qua những cái thói quen xấu và nó điều khiển người ta. Nhưng có những thứ nó đứng bên trong nếu như bạn mở lối cho nó. Vậy rõ ràng tôi đang nói cố gắng cho anh em nhìn thấy cái thân vị của nó, đây là điều gì? Đó là cái sự ẩn giấu bên trong. Quỷ không bao giờ lộ diện. Không bao giờ lộ diện. Nên thực ra cầu nguyện giải cứu rất khó anh chị em. Trước đó họ phải trải qua quá trình tư vấn. Tôi không bao giờ cầu nguyện đuổi quỷ cho một người nào đó nếu họ không trải qua quá trình tư vấn, hay trải qua quá trình mà chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa, để họ bắt đầu ăn năn hạ mình
trước Chúa về những tội lỗi, mà qua đó cánh cửa họ mở ra cho con quỷ bước vào. Họ mới nhận dạng sự rắc rối đó. Vậy tôi đã cố gắng cho bạn nhìn thấy là nó là một thân vị, nó có ý muốn của nó có sở thích của nó. Một trong sở thích đó là ẩn mình. Nghe tôi nói này, ẩn mình. Ví dụ chẳng hạn, bạn gặp một người nào đó trong hội thánh và bạn nói là anh có vấn đề liên quan linh dâm dục ở đây. Tại sao chúng ta biết mình người đó? Người đó thường xem phim sách chẳng hạn. Người đó bắt đầu cặp bồ hết người nọ người kia. Nhưng nếu người đó không chịu đọc lời Chúa thì người đó sẽ nói là tôi là người sinh lý cao. Bạn thấy được không? Thì nghĩa là con quỷ lừa được người này. Bản chất quỷ là gì? Lừa dối. Nên bạn phải hiểu thân vị nó là cái gì. Thực ra tôi đuổi quỷ nhiều, tôi biết chúng nó hay lừa dối. Nhưng mà dựa trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng nhìn thấy cái sự lừa dối. Và người này ngấm ngầm chuyện đó và ma quỷ nói không, mày là sinh lý cao, mày sinh lý cao nên là vợ không đáp ứng đủ nên là phải xem phim sách, mày sinh lý cao nên là vợ không đáp ứng đủ làm nói chung thêm vài cô nữa, chả vấn đề gì, sinh lý cao thế, người đó đang khỏe mạnh là thế, còn mấy thằng kia trong hội thánh là người đó yếu đuối và nó lừa dối người đó, có đúng không? Nó lừa dối đến khi mà ngày gặp Chúa thì người đó sẽ không được lên thiên đàng, bởi kinh thánh nó kẻ dâm dục, kẻ phạm tội ngoại tính, cái nơi họ đi là hồ lửa, địa ngục. Bạn thấy điều này không? Một cái quỷ nó kể cướp giết cái linh hồn của người ta, nhưng mà trước khi cướp giết được nó bao giờ lừa dối và nó ẩn mình đó. Nên bạn phải hiểu về cái thân vị của chúng. Nên nếu mà bạn không hiểu về thân vị của chúng thì bạn không đuổi được chúng, bạn không xử lý được chúng. Thực ra nó nói dối rất nhiều anh chàng. Nên khi bạn đuổi quỷ thì bạn phải biết nó, cũng giống như chúng ta đánh trận ấy, thì biết cái kẻ thù chúng ta là cái nào. Bạn, nếu một người này không chịu đọc kinh thánh mà bạn đi đuổi quỷ thì bạn sẽ gặp rất nhiều sự phức tạp khác nhau. Tôi đang cố gắng trình bày cái tiêu đề đầu tiên, đó là bạn phải hiểu về thân vị của ma quỷ. Ma quỷ nó là một thân vị, nó là có cái ước muốn, nó có những cái gọi là cái mà nó hay hành động. Tất nhiên nhiều hơn một ước muốn này, một vài ước muốn này. Nên tôi chỉ trình bày cho anh cái ước muốn của nó, hay cái mà nó hay thích nhất, đó là nó làm cho người ta bị cướp giết hủy diệt và nó ẩn mình và dối trá. Luôn luôn có sự dối trá ở đây. Nên bạn đừng vội tin ma quỷ, bạn phải nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Nên mình khi bạn muốn giúp một người giải cứu trong một lĩnh vực nào đó thì bạn phải cho họ đọc lời Đức Chúa Trời. Cách đây thực ra tôi có liên hệ với một người anh em khác nữa, cậu là đồng tính, và lần nào cậu cũng muốn tôi cầu nguyện nhưng tôi không cầu nguyện cho người đó, bởi vì tôi cố gắng cho cậu ấy bước vào hội thánh. Tôi mục đích của tôi là muốn đẩy cậu vào hội thánh và tôi muốn đẩy cậu vào đọc lời Đức Chúa Trời. Cậu nhìn thấy ở trên mạng tôi là cầu nguyện cho một số người được giải cứu, cậu nghĩ là nhờ cái ông này thì cầu nguyện mình được giải cứu. Tôi nói mình chả dại gì làm điều đó, bởi vì người này không nhận ra là bên trong mình có một con quỷ. Và người này chỉ nhận ra khi người này bắt đầu ở trong hội thánh và đọc lời Đức Chúa Trời. Nếu bạn nhìn thấy quan sát kinh thánh thì rất nhiều người mà Chúa Giêsu giải cứu cho họ thì họ đều phải đến với lời Đức Chúa Trời. Vậy tôi không thể nào giúp được người này và tôi kiên nhẫn đợi chờ người này cho đến khi người này hiểu ra vấn đề. Và lúc đó thì mình mới giúp đỡ được họ. Lúc đó khi họ bắt đầu bên trong tôi có một cái thế giới nào đó vô hình. Bây giờ tôi cho bạn thêm một chút kiến thức về từ ngữ Hy Lạp. Bởi vì tôi muốn anh em hiểu một chút nữa về kiến thức Hy Lạp. Cái từ Hy Lạp khi nói về quỷ ô uế hay là linh ô uế, thực ra nó là một. Quỷ hay là linh ô uế hay tà ma nó là một. Nếu bạn trích một số đoạn kinh thánh khác nhau nữa, đoạn trong sách Mát hay sách khác, lúc đoạn Chúa Giêsu nói là những linh ô uế thì đoạn khác Chúa Giêsu là gọi là quỷ ô uế. Đó là đoạn Chúa Giêsu cũng gọi linh và quỷ nó là một. Đó là điều như vậy. Vậy trong cái từ Hy Lạp ấy, linh nó là gì? Pneuma. Hơi thở gió. Đôi lúc khi gọi Đức Thánh Linh thì trước đó cái từ thánh đi trước. Rất là đơn giản nhá. Bạn hiểu về ngôn ngữ Hy Lạp này. Trước khi nói về Đức Thánh Linh thì từ linh trước đó cái từ gọi là từ thánh đi trước. Kết hợp với nhau thì là Đức Thánh Linh. Đó. Còn từ quỷ thì cũng là pneuma, cũng là linh, nhưng trước đó là từ gì? Ô uế. Rất là đơn giản. Vậy trong thế giới trục linh, quỷ là cái mà bạn không nhìn thấy bằng mắt thường. Bạn không nhìn thấy bằng mắt thường. Bạn khi bạn hiểu ngôn ngữ tiếng Hy Lạp thì bạn hiểu là bạn không nhìn thấy thánh linh bằng mắt thường. Ngày tác động trên chúng ta cảm nhận thấy. Ví dụ một số anh chị em lúc trước khi anh chị em đứng đây cầu nguyện đúng không? Tất nhiên tôi không nghĩ là tất cả mọi người cứ phải ngã ra thì mới được chữa lành. Được bạn được chữa lành bởi đức tin. Khi người ta đặt tay, bạn tin vào lời Đức Chúa Trời, người ta đặt tay. Nhưng có một số người khi tôi đặt tay trên bạn, thậm chí tôi đặt tay sau lưng bạn, bạn lại cảm thấy có cái gì bùng tác động trên bạn và bạn ngã ra làm sao? Nghĩa là có một sự tác động của thánh linh hay là có tác động của sự sức dầu của Chúa. Vậy rõ ràng khi thánh linh tác động thì bạn cảm thấy được. Vậy khi quỷ nó hiện diện, bạn có cảm thấy được không anh chị em? Có.
Tôi kể trên câu chuyện này nhé, để bạn hiểu rằng cái thế giới tôi đang cố gắng cho bạn nhìn thấy, cái thế giới thuộc linh, con quỷ đó một thân vị, nó nhưng nó hiện diện trong thế giới thuộc linh. Bạn không nhìn mắt thường được, nhưng bạn cảm thấy nó được. Có lần tôi đi công tác xa về, và sau đó thì xe ôm chở tôi từ bến xe về nhà. Tôi xe ôm hỏi tôi là anh thích cái đường nào đi nhanh nhất. Tôi chỉ có đi đường nhanh nhất, đó, đường đi qua Nghĩa Trang. Đó. Thì các đối với tôi không để ý về vấn đề này cả. Đó. Sau đó tôi trả tiền xong cậu đó, tôi bảo là em có nhớ đường quay trở về không? Đấy, đi thế này. Cậu nói không anh ơi, em cứ đi đường ngoài cho chắc. Tôi không hiểu tại sao cậu lại đi đường ngoài rất dài. Tôi cố gắng giải thích, đường ngoài rất dài mà nó tốn thời gian ra. Cái đường này đường tắt đi rất nhanh. Tôi không hiểu. Cậu bảo thôi không, anh cảm ơn anh, em đi ngoài, đường nó sáng, em đi được. Và lúc đó về nhà sau một thời gian tôi mới hiểu ra, thực ra bởi vì mình là người tin Chúa, mình không có cái khái niệm là sợ ma quỷ. Nếu mà người mà không tin Chúa, họ không có thẩm quyền trên ma quỷ, và đối với họ thì cái sự cảm nhận nó có thật đó. Bạn nhớ ngày xưa khi bạn đi qua một cái ngôi mộ nào đó, một cái nơi nào đền thánh, nơi mà gọi là thiêng, gọi là cái chùa nào đó, nơi mà người chết nào đó, bạn đi là bạn hát rất to đúng không? Thực ra là bạn cảm thấy một cái điều gì sợ hãi theo đuổi chúng ta, đúng không anh chị em? Đó là điều như vậy. Thậm chí có một số người là bạn không bao giờ đi vệ sinh đêm nữa. Tôi có đủ quyền, một số người là có khai thật với tôi là một số người em không dám ăn canh buổi chiều. Tức là tại sao không dám ăn canh buổi chiều? Một số người ăn canh buổi chiều xong là em thực sự là em cứ đến chiều tối mà đi vệ sinh thì nó có một ai thì làm sao? Tức là người ta cảm thấy điều đó, bạn cảm thấy điều đó, nghĩa là quỷ trong thế giới linh, bạn cảm thấy nó đến tác động của bạn qua phần gì? Qua phần hồn của bạn. Bạn cảm thấy nó, bạn cho nó sẽ cho bạn ý tưởng. Ý tưởng một cái linh sợ hãi là gì? Bạn cảm thấy sự sợ hãi. Bạn bây giờ bước vào phòng một người nào đó, tôi nói ví dụ nhé, có lẽ hôm nay là ngày đàn ông thì chúng ta nêu một số đàn ông không mê tín đúng không? Đó. Ví dụ bạn bước vào phòng một người đàn ông mà thực sự là trác táng cờ bạc, trai gái, bạn thấy điều gì không? Bạn sẽ cảm thấy rằng tại sao có rất nhiều ý tưởng dâm dục nó cứ quay xung quanh tâm trí của chúng ta. Người đó thông thường có linh dâm dục. Và khi người đó đi thì linh dâm dục đi cùng. Và bạn cảm thấy cái linh đó. Bạn cảm thấy ý tưởng nó đến trên bạn. À, rõ ràng mình sống một vợ một chồng mà. Nhưng tại sao mà cái tiếp xúc với người này mình cảm thấy luôn luôn, mặc dù người này không nói bất cứ điều gì liên quan đến dâm dục, liên quan đến gọi là ngoại tình, nhưng mà tại sao các bạn cảm thấy luôn luôn nào? Tại sao nó luôn luôn cái ý tưởng cặp bồ, cô nọ, cô kia, chân ngắn, chân dài, tất cả mọi thứ bậy bạ ô uế. Tại sao bạn cảm thấy? Bởi vì con quỷ bên trong người đàn ông kia đang hiện diện trong qua cái cuộc sống người đó, bởi vì người đó phạm tội. Bạn cảm thấy điều này. Cũng tương tự như vậy, nếu bạn tiếp xúc thường xuyên với người trầm cảm, sớm muộn nếu bạn không cảnh giác ấy, thì cái linh trầm cảm nó có thể đi qua bạn nếu bạn mở cửa. Vậy rõ ràng bạn cảm thấy điều gì đó, thế giới thuộc linh đúng không? Rõ ràng chúng ta nhìn thấy, đấy là cái thế giới thuộc linh. Và nhiều người họ nghĩ rằng, ô, có quỷ, quỷ quỷ, phải là đặt dao xuống giường, đặt tỏi như được, điều đó không đúng. Quỷ nó không sợ dao, không sợ tỏi. Điều nó sợ danh Giê-xu. Nhưng thực chất nó cũng chả sợ danh Giê-xu nếu như cái danh đó mà bạn không sống thật lòng. Bởi vì rõ ràng trong công vụ sứ đồ chúng ta nhìn thấy một số người cũng mạo danh và đuổi quỷ nhân danh Chúa Giê-xu. Quỷ nó nói là Chúa Giê-xu tao biết, Phao-lô tao biết, còn các ngươi là ai? Nên rõ ràng bạn không thể sống một đời sống lung tung. Xong bạn nói là nhân danh Chúa Giê-xu tao ra lệnh mày đi ra. Người ta nhiều người họ nghĩ là đuổi quỷ nó dễ mà. Cứ nói nhân danh Chúa Giê-xu mới đi ra. Đời nó không như mơ đâu anh chị em ạ. Bởi vì thực trong thế giới thuộc linh ý, thì mọi chuyện nó được bày tỏ rõ. Trong thế giới tự nhiên ý, ví dụ tôi với một sư mừng trong thế giới tự nhiên, tôi chẳng biết ông nghĩ gì cả. Đó. Tôi chẳng biết là về nhà ông sợ vợ hay là không sợ vợ, tôi chẳng biết, đúng không? Một sư mừng không mê tín nữa. Không mê tín. Bởi vì chúng ta không biết nhau, vì chúng ta không phải là những thiên thần mà chúng ta đọc suy nghĩ của nhau. Nhưng trong thế giới thuộc linh ý, khi bạn nói một lời nào đó, thì thế giới thuộc nhân sẽ kiểm chứng bạn. Bạn nói cái điều đó có từ lòng không? Hay là bạn nói chỉ là ba hoa trích trẻ? Khi bạn nói ba hoa trích trẻ, nó không có quyền năng giải phóng trong điều đó. Bạn sẽ bị phản ngược lại. Con quỷ nó hiểu được. Trong thế giới thuộc linh thì mọi thứ nó được bày dường như bày lộ. Tôi đuổi quỷ rất nhiều lần, tôi hiểu chuyện này. Nó không đơn giản như mình nghĩ. Tôi kể anh chị em một lần, gọi là một lần sai sót nhé. Đây là lần sai sót của chúng tôi ân điển. Hôm đó thì thực ra tôi không có định mà cầu nguyện chữa lành cho đuổi quỷ của ai đó. Tôi đã cố gắng nói cho bạn biết về đi tiêu đời đầu tiên, quỷ nó là một thân vị và nó là thế giới thuộc linh, và bạn không thể nhìn nó nhưng bạn có thể cảm thấy những cái điều đó nó đến trên qua ý tưởng của bạn nó, hoặc là bạn có nó hay là người kia có nó tác động trên bạn mà thôi. Ý tôi nói là bạn không thể đuổi quỷ nếu đời sống bạn không trong sạch.
cái thế giới nó rất là tương phản với nhau. Nên là hỡi con dân Chúa, nếu bạn muốn giúp đỡ một ai đó thì chính bạn phải là người trong sạch. Đó, phải là người yêu mến Chúa. Tôi nhớ lúc đó thì vợ chồng chúng tôi có xô xát với nhau, cãi nhau. Chắc cả đây mỗi vợ chồng một sư mừng là không cãi nhau thôi. Đó là nhớ. Vợ chúng tôi cãi nhau. Và xong tôi nhớ là ngày hôm nay là qua trường Kinh Thánh. Mà qua trường Kinh Thánh thì thông thường là tôi hay ngồi trong văn phòng và tôi biết là có một số người họ sẽ nói là mục sư ơi, đợt vừa rồi dịch qua Zoom là không ai cầu nguyện giải cứu, không ai cầu nguyện chữa lành cả. Và chúng tôi thì đợi mục sư cầu nguyện. Tôi nói là Chúa ơi, đời con xong rồi. Thì bây giờ làm thế nào bây giờ? Vừa cãi nhau vừa xung đột với vợ xong anh chị em. Nó không đơn giản như người. Bạn có thể giấu được mục sư của bạn, bạn có thể giấu người nọ người kia được, nhưng bạn không thể giấu được trong thế giới thuộc linh. Đó là điều như vậy. Và thực sự là tôi đã ăn năn với Chúa rồi, tôi công bố là huyết Chúa Giêsu tẩy sạch con lúc đó. Và trong cái ngày đó tôi có cầu nguyện giải cứu cho một số người. Cái ca khó nhất lúc đó tôi nhớ như in, tôi đang đuổi con quỷ là chỉ mặt tôi, còn mày nữa đấy, tao nói cho mày biết, tôi biết nó nói cho mình biết cái điều gì rồi. Tôi bảo im đi ạ. Tôi đã xin tội rồi mà. Nó định nói cái tội của tôi là vừa cãi nhau với vợ, và nó cảm thấy và tôi cũng cảm thấy chột luôn. Nhưng nó là chỉ thẳng mặt tôi, còn mày chứ bao giờ một con quỷ nó chỉ thẳng mặt tôi, nó nói còn mày tao sẽ nói cho mày biết. Tức là nó nói trước công chúng giữa tôi và một số người khác là ý nó là mày vừa cãi nhau xong với vợ của mày xong, mày làm sao đuổi tao được. Đó. Tất nhiên nếu nó nói điều đó mà cách công khai thì tôi cũng nói công khai là huyết Chúa Giêsu tẩy sạch tội ra, tao không còn tội nữa. Ý tôi nói điều gì ở đây? Cái thế giới nó không như nhiều người nghĩ là nó đơn giản hóa. Không, nó là một cái điều gì thực sự bạn phải là người yêu mến Chúa. Vậy tiêu đề đầu tiên tôi vẫn đang nói với anh chị em về cái vấn đề thân vị, đó là kẻ lừa dối, kẻ ẩn mình và kẻ ở trong thuộc linh. Kẻ thuộc linh bạn sẽ cảm nhận được đó. Điểm thứ hai, anh chị em có Kinh Thánh cùng tôi giờ trong Luca chương 9 câu 1. Luca chương 9 câu 1. Đức Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ để họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa lành. Sau đó bạn xem tiếp theo Luca chương 10 câu 19 nói như này: Này, ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù ở dưới chân, chẳng điều gì làm hại các con được. Trước khi đi sang tiêu đề thứ hai, tôi muốn cho anh chị em nhìn thấy một cái sự lừa dối của một số người. Họ nói, thực ra có lẽ là họ chưa bao giờ va chạm thế giới đó. Họ nói là ma quỷ không có quyền năng. Nếu ma quỷ không có quyền năng thì tại sao trong Luca chương 10 câu 19 nói là các bạn có con thầm quyền dày đọc rắn bò cả và mọi quyền được của kẻ thù? Tại sao ma quỷ không có quyền năng? Nó vẫn còn một chút quyền năng ở đó. Tại sao nó không có quyền năng mà tại sao mà bây giờ người ta vẫn dùng gọi là pháp thuật, bùa chú, bùa ngải khác nhau để tấn công những người khác? Tại sao nó không có quyền năng mà thầy bói bây giờ có thể là thực thi một số điều gì đó, một cách siêu nhiên? Nó có quyền năng, nhưng quyền năng đó nằm dưới quyền năng của Chúa Giêsu. Nó nằm chân lý nằm ở chỗ đó. Nên nếu như bạn không mặc được quyền năng của Chúa Giêsu, bạn sẽ gặp rắc rối. Nên tại sao có một số người họ gặp rắc rối bởi vì họ không mặc được quyền năng của Chúa Giêsu. Vậy tôi quay sang vấn đề. Vậy Kinh Thánh nói là Chúa ban cho chúng ta cái thẩm quyền. Bạn nhìn thấy Kinh Thánh cho bạn hiểu kiểu đính nói là thẩm quyền và quyền năng. Thì bạn, tôi muốn cho bạn nhìn thấy là bạn phải hiểu về thẩm quyền là gì. Rất nhiều người họ không hiểu thẩm quyền. Khi đuổi quỷ, bạn phải hiểu thẩm quyền. Thẩm quyền là một điều gì nói lên vị trí nhiều hơn. Và khi nói vị trí thì thông thường người ta hay ra lệnh. Nên tại sao trong Ê-phê-sô đoạn 2 có nói là trong đấng Christ Jesus anh em đồng ngồi các nơi cao trên trời. Rõ ràng tôi là một người bán rau ngoài chợ, rõ ràng tôi là một giáo viên, tôi là một người làm công ở tại xưởng may nào đó, tôi là một người bán hàng bình thường. Thế tại sao lại trong thế giới linh Chúa nói là chúng ta ở ngồi các nơi cao? Nghĩa là trong thế giới linh thì bạn đặt trên ma quỷ. Ma quỷ nó chính là thiên sứ sa ngã. Nghĩa là bạn có quyền trên nó. Tôi kể anh chị em câu chuyện này. Tôi sinh ra thì bố tôi là con trưởng và tôi cũng là con trưởng. Nếu bình thường mà không phải là người tiên Chúa, phải nói đùa với vợ là cái bàn thờ thuộc về anh. Bàn thờ giá tiên ấy là thuộc về anh. Đó, bởi vì tôi là cháu, gọi là, bạn nói đùa là cháu đít nhôm. Đó, kiểu như vậy. Đó. Nhưng mà khi tiên Chúa thì tôi bỏ tất cả mọi điều đó. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cái thẩm quyền. Tôi không bao giờ bỏ thẩm quyền. Mẹ tôi là người chưa tiên Chúa thì bà hay làm dỗ. Cái ngày dỗ chứ bà làm. Bà biết là tôi là người tiên Chúa là tôi sẽ không ăn của cúng thần tượng.
với cái cuộc cúng trên bàn thờ. Thế bà hay làm là cái đồ mà bà biệt riêng ra và nói là cái đồ này nhá là không có cúng gì cả, là để nguyên cho gia đình chúng mày, vợ chồng chúng mày để tôi đến ăn. Bà biết là nếu mà tôi mà cúng là tôi không ăn, nhất định không ăn. Đó là điều như vậy. Nhưng mà bạn bất công, khi mà tôi đến ấy, nó có họ hàng họp rất là đông, họp lại đó. Đó. Có một số người đứng ở ngồi ở tại đó rất là đông con cháu khác nhau. Ngoài việc tôi chào mẹ tôi, chào các cô, các chú là những người lớn tuổi. Còn cái hội mà ngang hàng với tôi ấy, tôi không chào chúng nó. Bởi vì sao? Tôi đang cố gắng giữ thẩm quyền. Bởi vì tôi hiểu trong văn hóa, đây là cái sự mà gọi là khôn khéo thôi. Tôi hiểu trong văn hóa Việt Nam đấy, các ông bác trưởng, bác cả có quyền rất lớn. Họ cái thì chúng nó phải nghe. Đó. Tôi bước vào vòng như vậy. Hay cuối cùng chúng nó buộc chúng nó phải chào tôi. Đó. Tôi đang cố gắng giữ cái thẩm quyền đó. Và giữ cái thẩm quyền đó rất ích lợi anh chị em. Có những năm giống như là ngày gọi là ngày Tết, là ngày giỗ trong gia đình tôi thì có một mà có những ngày sắp Tết cũng có ngày giỗ nữa. Và tôi tặng truyền đạo đơn cho một số trong gia đình. Đó. Tôi kẹp tiền vào đó trên cái tờ đạo đơn đó và tôi tặng. Bởi vì là bác trưởng tặng ấy, không thằng nào dám ngo ngoe. Tôi giữ thẩm quyền. Bạn hiểu không? Bởi vì bác trưởng đã tặng ấy, đừng thằng nào nói là bác là đạo tiên lành, chúng em là tờ cúng bà tổ tiên. Đừng có nói ở đây một câu nào nữa. Hả? Bởi vì rõ ràng tôi đang giữ thẩm quyền. Còn nếu tôi bỏ thẩm quyền, chúng nó sẽ chống lại tôi ngay. Tôi hiểu vị thế này. Nên anh em, đấy là điều mà tôi nói là tôi đang cho chúng ta nhìn thấy là cái thẩm quyền là cái vị trí bạn được sinh ra trong nước trời. Bạn đã có điều đó trên ma quỷ. Và cái thẩm quyền thông thường nó lại đi cùng với sự ra lệnh. Bạn thấy người thầy đội không? Người thầy đội khi Chúa Giêsu muốn đến nhà cầu nguyện chữa lành cho đầy tớ người thầy đội. Người thầy đội nói là Chúa Giêsu ngay đừng đến, ngay không cần đến. Ngài chìm hắn một lời thôi. Tại sao ông ta hiểu cái điều này? Bởi vì ông ta hiểu thẩm quyền. Ông ta hiểu thẩm quyền. Nên tại sao khi đôi lúc tôi cầu nguyện cho một số người chân dung, tôi nói anh chị em khi tôi cầu nguyện cho anh chị em lắp tai nghe được không? Vậy khi anh chị em yên lặng và anh cho phép cái lời nói của tôi là cái lời nói quyết định cho cuộc sống của anh chị em. Và như khi tôi cầu nguyện và đôi lúc tôi yêu cầu họ đừng có cầu nguyện nữa, họ trông lên Chúa và cho phép cái tiếng nói của tôi là tiếng nói quyết định cuộc sống của họ. Và tôi ra lệnh cái bệnh rời đi. Lập tức người ta được khỏi. Bởi vì liên quan đến thẩm quyền liên quan sự ra lệnh, đó là điều như vậy, rất là đơn giản. Đó thì quay lại cái câu chuyện Luca chương 7, người thầy đội nói là ở trên tôi có người và dưới tôi có người. Nhìn này, nghe thấy thầy đội ông ta miêu tả này, tôi bảo thế này đi thì nó sao chứ, nó đi. Tôi bảo thế này đến thì sao, thì nó đến. Tức là thẩm quyền nó luôn luôn trong sự ra lệnh, nhất là đối với thế giới tục linh. Tôi không bao giờ quên câu chuyện. Đố anh em tìm được kinh thánh nhá, đây là sách đố nha. Ở đây có một số rabbi, có rabbi danh ngọc ở đây đúng không? Đố anh em tìm được kinh thánh đoạn nào, câu nào là Chúa Giêsu cầu nguyện và cầu xin sự chữa lành. Chúa Giêsu không làm. Đố bạn tìm đấy. Đó. Thông thường bệnh tật ma quỷ Chúa Giêsu hay của trách và ra lệnh. Đó là điều như vậy. Đó. Tôi cứ không quên cái kỷ niệm này. Lúc đó là lúc mà chúng tôi từ Cần Thơ làm giáo sĩ quay lại Hà Nội năm 2018. Tôi nhớ lúc đó cầu nguyện cho rất nhiều người bệnh ở đây và một người có một số vấn đề ở đây, đó, vấn đề liên quan đến tài linh. Thì có một người mà giảng đạo rất là trẻ, bây giờ cậu ấy là mục sư, lúc đó cậu rất là trẻ. Và rất nhiều người mục sư cùng nhau cầu nguyện đây vì rất đông hàng ngàn, đông người cầu nguyện. Và chúng tôi cùng nhau đặt tay cái người đó, chúng tôi ra lệnh cho bệnh tật phải rời đi, ra khỏi người này. Đó, đôi lúc cái người mà cầu nguyện thẩm quyền thì đôi lúc mà họ, nó hơi, bạn cảm thấy hơi quá khích. Thực ra là trong thế giới bạn ra lệnh một điều đó, đôi lúc người ta cảm thực ra là người ta đang giải phóng một cái quyền năng. Bởi vì bạn hiểu thẩm quyền, tức là sự ra lệnh, tức là bạn truyền một cái điều gì đó phóng thích trên người ta. Và người anh em nó rất là người tốt bụng. Tôi thật ở trong hội thánh có lẽ là ít tìm thấy những mục sư tốt bụng, những người giảng đạo tốt bụng như vậy. Tôi đặt tay trên người ta, ôi Chúa ơi, thương xót người anh em con, Chúa ơi, chữa lành, Chúa ơi, giúp đỡ đuổi quỷ người này, Chúa ơi. Tôi nghe lời cầu nguyện tôi nói, không em, đuổi nó. Thì cậu lại, ôi Chúa ơi, chữa lành cho người ta, Chúa ơi, chữa lành cho người ta. Tôi nói, đuổi. Thì cậu lại, ôi Chúa thương xót, Chúa ơi, thương xót. Tôi nói thì cả đời sẽ không làm được gì cả. Bởi vì người ta không hiểu về thẩm quyền. Đó. Thẩm quyền không bao giờ có chuyện nói ngang hàng với nhau. Thẩm quyền bao giờ có phải từ trên xuống dưới mà ra lệnh. Bạn làm việc trong công ty mà xem. Bạn có thấy bao giờ giám đốc nói chuyện bạn nói chuyện giám đốc ngang hàng không? Không. Đó là cái thẩm quyền mà công việc được ban cho. Thì cái thẩm quyền được Chúa Giêsu ban cho chúng ta trên ma quỷ, đó là bạn phải ra lệnh cho nó. Và nếu bạn đọc trong Kinh Thánh, rất nhiều đoạn Kinh Thánh Chúa Giêsu nói là của trách và ra lệnh cho ma quỷ. Thậm chí ngay cái Kinh Thánh cũng nói vào Chúa Giêsu khi người bà Gia-phi-rơ bị ốm, bị sốt, Kinh Thánh nói là ngài nghiêng người gì đấy, đặt tay trên người bà gì, quở trách cơn sốt. Bạn phải nghiên cứu kỹ Kinh Thánh về những đề tài này,
Thì bạn nhìn thấy rất lý thú. Đó là thẩm quyền đó anh em. Đó, thẩm quyền liên quan đến ma quỷ thì bạn phải ra lệnh cho nó. Chứ bạn không có một cái gì nhẹ nhàng đối với nó. Không, ma quỷ không ưa sự nhẹ nhàng. Nói thật anh em, ma quỷ không ưa sự nhẹ nhàng. Nó chỉ rung động khi có cái sự sức dầu của Chúa. Và bạn phải ra lệnh thì cái thẩm quyền nó sẽ được bộc lộ. Amen anh em. Hãy nói người bên cạnh là thẩm quyền liên quan sự ra lệnh. Điểm thứ ba, tôi có sẽ sắp kết thúc tại đây. Tôi biết là anh chị em phải vì mình có nhiều cái thời gian chiếm rất nhiều tiết mục. Điểm thứ ba, Kinh Thánh Chúa Giêsu nói là Ngài nói là Ngài ban chúng ta quyền năng, đúng không? Nghĩa là rõ ràng là bạn không quỷ bởi cái gọi là con người cá nhân của bạn. Bạn đổi quỷ bởi quyền năng mà Chúa Giêsu ban cho bạn. Và nhiều người tự hỏi, làm sao mà tôi có thể đuổi được? Bạn chỉ đuổi được khi quyền năng đó ở trên bạn. Nhưng mà một cách nào đó, mình khi bạn nhìn trong Ê-phê-sô đoạn chương 6 câu 10 nói gì? Hãy mặc lấy, hãy là mạnh mẽ trong gì? Trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Làm sao mà tôi mà anh chị em có thể mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa được? Rõ ràng quyền năng được ban cho rồi, tại sao lại bây giờ lại mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa? Tức là hàm ý nói là Kinh Thánh đang cho chúng ta nhìn thấy một lẽ thật, đó là quyền năng của Chúa trở nên mạnh mẽ bên trong bạn khi bạn ở trong sự hiện diện của Chúa. Nghĩa là trước khi bạn đi đuổi quỷ, trước khi bạn xử lý một tà linh nào đó thì bạn phải mặc lấy quyền năng đó. Thế tại sao trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 có nói là Chúa Giêsu nói với những học trò đó, đừng vội làm đuổi quỷ, đừng vội chữa lành, đừng vội thiết lập hội thánh, đừng vội làm điều nọ điều kia. Nhưng một trong điều họ cần nữa là gì? Quyền năng. Nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ giáng cho các ngươi và các ngươi sẽ mặc lấy quyền năng. Đức Thánh Linh ở trong bạn là một chuyện, nhưng Đức Thánh Linh ban cho bạn quyền năng lại là một chuyện khác. Nếu bạn nghiên cứu sâu hơn về đề tài này, chúng ta nhìn thấy ngay cả trong đền thờ từ trong Ê-phê-sô 4:7 thì cái dòng sông sự sống nó có mức độ chảy của nó. Lúc đầu mắt cá chân, đầu gối, ngang hông, bạn nó là dòng sông. Và mỗi một khoảng cách đều là 500 mét, và đòi hỏi cái thời gian bạn ở riêng với Chúa. Nên cái việc bạn mặc cái quyền năng của Chúa đó là việc bạn bắt đầu cầu nguyện để Chúa đầy dẫy trên bạn. Nên điểm thứ ba, bạn phải mặc cái quyền năng đó. Ví dụ, tôi kể anh chị như này. Nếu như tự dưng bạn có một cái tà linh nào đó áp chế cho bạn khiến bạn lo lắng, bạn nói lạy Chúa, con cầu nguyện với Ngài, cho con cầu nguyện theo Kinh Thánh, lời của Chúa đó là hãy cho mọi sự lo lắng cho Ngài, với Ngài hãy sân sắt anh em, con amen với lời của Ngài, hallelujah, amen. Bạn vừa dứt lời cùng với amen xong, ngày mai không tiền đóng cho con, ngày mai tiền cửa hàng ui lấy gì đây, ui chủ nợ lại đến. Tức là một cái thế giới nào nó áp đảo trên tâm trí bạn. Bạn không muốn nghĩ chuyện này, đúng không? Bạn không muốn nghĩ chuyện này. Bạn muốn nghe tin vào lời Đức Chúa Trời, nhưng có một cái kẻ nào đó muốn áp đảo, muốn áp bóp bạn. Không, mày sẽ chết, mày sẽ không có tiền để mà sống, mày sẽ không đủ đồng tiền đóng học cho con, mày sẽ không đủ tiền thuê nhà, mày không đủ thế nọ thế kia. Có một kẻ nào đó. Nhưng nếu bạn chỉ áp dụng một cách là máy móc, ta hiểu về thẩm quyền, nhưng danh Chúa Jesus Christ ta ra lệnh cho linh nó rời đi. Nhưng bạn ra lệnh nó không đi. Có lý do gì? Bởi quyền năng bạn quá ít. Quyền năng nó đến chỉ khi bạn bye, con ở với Chúa, Đức Chúa Trời của con. Xin làm đầy dẫy con, xin làm đầy dẫy con, đầy dẫy con. Và khi bạn cảm thấy đầy dẫy trên người của bạn rồi, bạn cảm thấy đầy dẫy trong tâm linh của bạn rồi, bạn ra lệnh, nó đi ngay lập tức. Bạn cảm thấy, tâm trí được tự do. Và nhiều người họ không biết cách giải phóng những tà linh tấn công trên phương diện đời sống cá nhân của họ, không biết cách làm. Vậy tôi đã cố gắng chỉ dẫn anh cho một cách rất cụ thể. Không nhất thiết bạn phải là những người mà đi đuổi quỷ một cách giống như một đội ngũ, nhưng ít nhất bạn có thể xử lý con quỷ mà đang tấn công trên đời sống bạn được. Đó. Vậy cái bước thứ ba tôi đang nói gì? Bạn phải mặc lấy điều đó, là bạn phải ở riêng với Chúa. Bạn thấy đấy, thì tôi cầu nguyện cho một số người ở đây. Bạn nghĩ tự dưng tôi lên đặt tay à? Tôi chả làm chuyện đấy đâu anh chị em. Thực ra nếu mà người tôi mà hết sức giàu ấy, nên tôi nói đùa một số mục sư ấy. Có những buổi nhóm tôi, buổi sáng tôi quá mệt đấy, buổi chiều tôi trốn, tôi không ở để tách, tôi tìm cách trốn. Bởi vì làm gì có cái gì nữa? Đó. Làm sao mình có thể cầu nguyện cho người ta được? Bởi vì người ta được lành bởi quyền năng của Chúa, người ta tin vào lời của Ngài. Nhưng còn quyền năng và lời của Chúa là cả hai thứ song hành và kết hợp với nhau. Người ta tin vào lời của Ngài, nhưng mà cái ông già đạo đặt tay lên chả có gì cả. Nó không phong tích đâu là điều gì. Người ta cái đức tin nó được phong tích và nó đòi hỏi cái quyền năng. Nên tại sao khi Chúa Giêsu, người đàn bà chạm vào gấu áo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói là ai vừa chạm với ta, bởi vì ta thấy một quyền năng ra từ ta. Nên anh em, nếu bạn là người giảng đạo, bạn phải phát triển đời sống thuộc linh đến mức độ bạn thấy rằng nó đầy và nó vơi. Còn nếu bạn không phát triển được mức độ đó thì tôi nghĩ là hơi khó trong sự phục vụ Chúa. Bạn có thể giảng luận tốt, nhưng bạn không thể bao giờ thực hành được. Bạn có thể đưa lý thuyết tốt,
nhưng bạn sẽ không hiểu lý thuyết bạn đang dạy là cái gì, bởi vì lý thuyết đó nó không ứng dụng trong cuộc sống được. Đó. Nên tại sao tôi cố gắng nói với anh chị em một điều gì? Là mặc định quyền năng là điều gì? Đó là khi mà chúng ta ở riêng với Chúa, ở riêng với Chúa trong một cái lĩnh vực nào đó, ở riêng với Chúa trong một cái thời gian nào đó, thì bạn sẽ có quyền năng của Chúa. Vậy ngày hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em về đuổi quỷ. Bạn có thể nhân danh Chúa Jesus đuổi quỷ. Vậy điểm đầu tiên tôi muốn nhắc lại anh chị em, quỷ đó là một thần vị. Hãy nhớ nó là một thần vị. Nó có thể lừa dối, nó có thể mà gọi là luôn luôn ẩn mình trong bóng tối. Và nó luôn luôn gây những sự mà gọi là xáo trộn trên đời sống của chúng ta. Khi bạn nhận ra điều này, bạn có thể cảm nhận thấy nó ở bên trong, cảm nhận thấy nó về khi bạn giao tiếp với một bầu không khí tu linh nào đó. Bạn có thể đi đến một căn phòng nào đó, bạn có thể cảm thấy nó, hoặc là bạn có thể cảm nhận thấy nó đang tấn công trên bạn. Đó. Ví dụ bạn bị tổn thương chẳng hạn, hoặc là bạn bị gọi là những cái chuyện mà rắc rối khác chẳng hạn, bạn thấy cảm nhận điều rất rõ ràng. Tôi là mục sư, các mục sư cũng phải trải qua điều này, là thỉnh thoảng bạn biết bị những con chiên mà họ ném đá, bởi vì họ đang bị con quỷ tổn thương gây hấn. Có lần tôi kể cho em một ví dụ này để anh em hiểu rõ thế giới thuộc linh thực sự là có thật. Một người chị em rất nhiều năm cứ nhắn tin cho tôi là mục sư, tôi muốn gặp mục sư, rồi chị muốn xin lỗi mục sư thế nọ thế kia. Và thực sự là tôi cũng nhắn tin lại chị ấy, bảo tôi rất muốn chị ấy đi đến hội thánh. Và hôm đó là tại ngoài sân bay, tôi nghĩ là có lẽ là lần này mình sẽ gọi cho người chị em đó và mình mời người chị em đó đến hội thánh. Và khi tôi nhấc máy lên gọi điện thì lập tức cũng người chị em đó, đầu bên kia là tôi nhận một tràng chỉ trích. Tôi nói là tôi chưa nói bất cứ điều gì mà chị đã mắng tôi gọi là từ đầu đến gót chân, mắng tôi té tát. Và tôi hiểu người này đang bị tổn thương, người ta không kiểm soát được hành vi của mình. Và khi mà người này trấn tĩnh lại thì người này sẽ cảm thấy là rất hối lỗi. Và tôi hiểu là người này cần có sự giải phóng. Và người này mong muốn đến hội thánh, nhưng khi mà người này muốn tiếp xúc với một số người như vậy thì không quyền nổi lên. Ý tôi nói là thế giới nó có thật. Rất nhiều lần khi tôi gặp mặt ai đó, tôi cầu nguyện cho ai đó, tôi nói là tốt nhất nói chuyện với nhân sự của tôi, đừng nói chuyện với tôi. Bởi vì khi họ nói chuyện với tôi, họ trở nên đau đầu. Và họ cảm thấy rất buồn nôn, rất khó chịu bởi vì cái sự sức dầu. Thế giới thuộc linh nó nhận ra nhau. Đó, nhận ra nhau hoàn toàn. Nó biết ai mạnh, biết ai yếu. Nó biết ai biết rõ nó và biết ai nó có thể lừa dối được. Nên bạn phải nhớ cái điều đầu tiên, quỷ nó là một thân vị. Nó lừa dối và nó luôn ẩn mình trong bóng tối. Nên bạn phải lôi nó ra ánh sáng. Và bằng lời của trời, khi lôi nó ra ánh sáng thì nó sẽ mất đi quyền năng. Điểm thứ hai, khi bạn đuổi quỷ, đúng là bạn nhân danh Chúa Giêsu, nhưng bạn phải hiểu về thẩm quyền, tức là trong thế giới linh bạn được đặt trên cao trên nó. Khi thẩm quyền tức là bạn ra lệnh. Bạn ra lệnh, nếu bạn đọc kỹ hơn nữa, trong Ê-xê chiên nói, chương 2 có 2 nói, khi Ngài đang phán thì thần vào chúng ta. Nghĩa là cái sự rất giàu đến khi bạn thế là bạn giam điều gì nó mạnh mẽ, bạn ra lệnh về điều đó. Sự giàu không đến trong sự nhẹ nhàng. Đôi lúc sự giàu có thể đến trong sự nhẹ nhàng, đó là cách khác. Nhưng đối với đuổi quỷ, sự giàu bạn phải phát, bạn phải ra lệnh về điều gì đó, thì cái quyền năng của dạng sự giàu đó, nó sẽ được phóng thích trên bạn. Nên tại sao Chúa Giêsu nói là ta nhờ Đức Thánh Linh, thành cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, tức là Đức Thánh Linh. Bạn phải hiểu về cái thẩm quyền, tức là vị trí được đặt trên cao và bạn phải ra lệnh trong vị trí đó. Điểm thứ ba, điểm then chốt cuối cùng nữa, cái quyền năng sẽ được phóng thích qua thẩm quyền, nhưng cái quyền năng đó ít hay nhiều ấy, nó phụ thuộc vào đời sống cá nhân bạn với Chúa. Nó phụ thuộc vào đời sống cá nhân bạn với Chúa. Nên tại sao trong công vụ sứ đồ nói là các sứ đồ nhìn lấy sự giàu rất lớn, lấy quyền năng rất lớn. Có quyền năng rất lớn thì cũng có nghĩa là có quyền năng rất nhỏ. Bạn thấy điều này chưa? Vậy rõ ràng cái quyền năng nó đến, nó phụ thuộc khi chúng ta ở riêng với Chúa. Nên tại sao Kinh Thánh nói là hãy mặc lấy quyền năng của Chúa. Nên với anh chị em, tôi muốn tóm lược anh chị em về chúng ta sẽ cùng nhau xử lý mặc quyền. Tất nhiên nó còn nhiều hơn, sâu hơn trong đề tài này để bạn hiểu thế giới thuộc linh nó là cái gì. Nó là thông qua ý tưởng, thông qua rất nhiều thứ khác nhau nữa. Nhưng đấy là cái bước cơ bản nhất mà tôi khuyên anh chị em, tôi chỉ dạy anh chị em để chúng ta cùng nhau đứng trên lời của Chúa Trời. Và chúng ta sẽ cùng nhau đuổi quỷ. Amen anh chị em. Hãy nói người bên cạnh cùng nhau đuổi quỷ. Xin anh chị em cùng nhau đứng dậy anh chị em. Chúng ta cầu nguyện cho điều chúng ta nghe tại đây. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wow. Hallelujah, hallelujah. Xin anh chị em hãy giơ tay trước Chúa, chúng ta cầu nguyện cho điều chúng ta nghe. Hallelujah, Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cầu nguyện. Chúng con cầu nguyện cho tất cả lời của Chúa trong ngày hôm nay. Những lời kinh thánh của Ngài, những lời của Ngài, xin hãy đặt trong lòng của chúng con. Xin cho chúng con sự am hiểu trong lĩnh vực này. Để chúng con đối đầu với kẻ thù của chúng con. Để chúng con giúp đỡ những dân sự của Ngài. Để chúng con giúp đỡ những tín hữu của Ngài. Để chúng con mở rộng vương quốc của Chúa tại đây. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Xin cho chúng con hiểu về thẩm quyền trong thế giới thuộc linh.
xin cho chúng con hiểu về quyền năng của Ngài nữa. Xin Ngài sức dầu ở trên chúng con. Xin Ngài làm mạnh mẽ chúng con. Hallelujah. Hallelujah. Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Ngài làm điều này trên đời sống của chúng con. Xin Ngài dẫn chúng con vào trận chiến. Giống như khải tượng Ngài nói, hãy chỉ dạy cho dân sự Ngài những vũ khí thuộc linh, và chỉ cho họ những trận chiến, và sai họ vào những trận chiến đắc thắng cho Ngài. Và con cầu nguyện cho từng người tại đây, họ sẽ đối diện với những thế giới thuộc linh đó, và họ sẽ bẻ gãy nó, bởi vì họ có thẩm quyền của Ngài, bởi vì họ có quyền năng từ nơi Chúa. Chúa cảm ơn Ngài. Chúa cảm ơn Chúa của chúng con. Chúa cảm ơn Ngài. Hallelujah. Xin anh chị em, ở trong anh chị em nơi đây, nếu có ai là người mà lần đầu tiên bạn đến buổi nhóm, bạn chưa bao giờ mời Chúa Giêsu bước vào lòng mình. Tôi đã làm điều này cách đây 30 năm và thực sự tôi không hối tiếc. Tôi nhớ lúc đó tôi đã ra bằng hoa sau khi tin Chúa, tôi hút điếu thuốc và tôi nói là lạy Chúa, đây là điều cuối cùng con hút. Và thực sự đó là điều cuối cùng tôi hút thật. Và Chúa đã giúp tôi bỏ thuốc lá. Và thực ra tôi không có uống rượu, không uống bia. Suốt 31 năm tôi không uống rượu, uống bia. Thành thật mà nói là ngày xưa thuộc dạng là nói thế nào nhỉ? Nếu không có Chúa thì vợ tôi nói là anh thuộc dạng côn đồ. Nhưng mà thực sự khi có Chúa, Chúa thay đổi tâm tính tôi. Ý tôi kêu gọi, nếu anh chị em là người mà chưa bao giờ mời Chúa Giêsu bước vào lòng mình, tôi kính lời anh chị em, dù bạn là nam hay nữ, hãy mời Chúa Giêsu bước vào lòng mình. Chúa sẽ thay đổi bạn. Chúa sẽ thay đổi anh chị em. Vậy trong đây có ai là người mà muốn tin nhận Chúa Giêsu không? Bạn có thể giơ tay cho một cánh tay cho tôi nhìn thấy được không? Hãy can đảm lên. Bạn hãy can đảm lên. Chúa sẽ thay đổi chúng ta. Chúa thay đổi chúng ta để trở nên tốt hơn, chứ không phải xấu đi. Ngài sẽ biến đổi chúng ta. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.